tối hù rồi, ngay cả mấy anh em con nói giờ thôi giờ trời tối quá trời rồi làm là chạy xiết 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 về đây luôn đó. Dạ mà vậy là xe của mình là tới dưới này vẫn còn ok ha. Hai vỏ hoài luôn á, bởi mới vậy. mới mới xin vỏ người ta đó, vỏ người ta mỏng quá nó lủng hoài, thôi tôi mua vỏ mới. Dạ mua vỏ mới rồi tôi có cắt thiết cho em trong nhiêu nè. Dạ trong cái vỏ trên mưa lót ha. Sợ tôi qua cái bờ gió đó đâm lũng. Đúng rồi. Dạ có bên đó là nhiều, bên đó bị chạy sát bờ ở bờ gió dính nhiều, còn ngoài này nó ngoài lộ nó ít. Dạ rồi nước chứ. Dạ được rồi, cơm ha, cơm ha. Đó, được rồi, được rồi. Làm phiền gia đình nữa. Có gì đâu phiền, đi gia đình nữa. Chiều đói cơm hay đi về. Nãy về tới Tân Hiệp là ra khỏi Tân Hiệp là ăn rồi. Có thằng gì ở Vĩnh Long mà ở Đài Việt Nam đó, nó cũng dạ hả? Quê ở Vĩnh Long nhưng mà Đài Việt Nam hả? Mà nó làm ở thành phố. Dạ. Tướng Đạt. Tướng Đạt hả chứ? Tướng Đạt ở Đài Việt Nam á. Dạ. Hậu Giang nó quay ở dài, nó quay nó đưa lên cái đại kia nhấp cho coi. Dạ. Thấy con có coi trên cũng nhiều đài à. Dạ. Nó lên đài nó cũng ba lên đài gì lên đúng như. Ừ. Này không tính. Rồi sao thím ở nhà thím có cự nữ gì không? Đúng đó. Bả cái này bả về nói bả cái vụ đó rồi bả la rồi, bả la không có đi xa đó. Vậy hả? Ta hôm nay nguy hiểm quá. Đi, giờ đi xa mình đi đi tới đâu? Giờ mình định đi gần là đi Cần Thơ vòng vòng Thơ mình thôi ha. Ờ đi Cần Thơ rồi chở lên Lô Bẻ, không cho lên tới Lô Bẻ nữa rồi. Vậy hả? Không đi nữa rồi. Dạ. Chở lên đi đó chuyện tới lên tới Khó nữa. Dạ. Cái đoạn đó nó nói vậy thôi mình không đi. Đi mấy cái khu của mình. Thơ mình làm hết từ Thơ. Dạ. Đi tới An Giang lên luôn, không sang luôn. Dòng Luân Phiên luôn. Dạ. Đi mà thấy mình làm mà không có lợi cho mình mà đi có hại không, mà thấy làm hâm he quá rồi thì con cháu nó cũng khuyên kêu đừng đi nữa. Dạ. Mình có bệnh lên máu không? Dạ hả? Đi cha rồi nó cho rồi. À dạ. Cho cái thùng nhưng mà nó chạy được lắm, nó nếu mà ông cho cái thùng này á thì đi quảng cáo giùm cho, đi quảng cáo giùm cho ông dán logo lên nè, không phải trả tiền lương. Vậy hả? Dạ. Cái này là chị mình cùng một ý tưởng là làm cái nhân đạo đó, giờ ông cho cái thùng rồi tôi chạy tới giờ đi chứ đâu có lương tháng gì, lương bổng gì này mấy anh con còn làm cái này còn dạ đang phấn đấu để phát triển. Dạ với bên con cũng có chương trình là hỗ trợ cho trẻ em nghèo khuyết tật một địa phương nữa mọi nơi nữa, cho nên là cũng phấn đấu từ từ tôi mua thêm nhà hết kia kia nữa kìa, rồi tôi mới làm thêm nhà hết nữa đó. Vậy đó hả? Ở thì hồi đó là mình có hai có hai vàng hả? Dạ. Rồi làm thêm vàng sao vàng lớn lựa cái lớn mua. Dạ. Đi năm sang năm sang là nếu mà mua đặt thì lâu nó mới có, rồi thôi giờ tôi kiếm tôi mua luôn. Vậy hả? Mắc dễ là tại mua đại luôn. Dạ.